Hôm nay á là chúng ta nói về làm thế nào mà là sống tùy duyên thuần pháp. Mình nói là sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thì sống như thế nào là sống tùy duyên thuần pháp? Tùy duyên á tức là tùy cái hoàn cảnh. Cái cuộc sống này thì là luôn luôn thay đổi. Tức là sáng rồi đến trưa rồi đến chiều rồi đến tối, đó là một cái một ngày là có sự thay đổi. Một năm thì có là mùa xuân rồi đến mùa hạ rồi đến mùa thu đến mùa đông, và mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, rồi có tháng trăng tròn rồi có ngày trăng tròn có ngày trăng khuyết, từ khuyết cho đến tròn rồi từ tròn cho đến khuyết, đại khái như vậy. Đó là cái bản chất của cuộc sống. Thứ hai á là cái cuộc sống á nó lại có hai mặt. Giống như thầy thường hay nói đó, tức là có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ, có ngày, có đêm, có cao, có thấp. Bây giờ mình cứ kể hoài thì nó cứ ra dài dài hoài. Tức là cái cuộc sống này nó là luôn luôn là một cái chuỗi, là có mặt này và có mặt kia. Cụ thể nhất là mình đưa bàn tay lên thì nó có mặt này và mặt này. Con người mình cũng có cái mặt trước, mặt sau. Có cái phần đầu, phần chân này, cái tức là luôn luôn là cái cuộc sống, trong cuộc sống này nó có hai mặt. Thế thì tùy duyên là sao? Tùy duyên tức là buổi sáng, nếu mình đang ở trong buổi sáng thì cái duyên là buổi sáng. Qua buổi trưa thì duyên là buổi trưa. Qua buổi chiều thì duyên là buổi chiều. Tới tối là duyên là buổi tối, đại khái là vậy. Hay là mình đang ở trong mùa xuân thì là mùa xuân, đang ở trong mùa hạ là mùa hạ, mùa thu là mùa thu, mùa đông là mùa đông. Hay là khi thì mình khổ, khi thì mình vui, khi thì mình được, khi thì mình mất. Khi thì hơn, khi thì thua. Khi thì thành, khi thì bại. Khi thì mạnh khỏe, khi thì đau ốm, đại khái vậy. Cho nên là tùy vào đó. Lúc trẻ thì mình tùy vào cái trẻ, đến già thì tùy theo cái già. Đói bụng thì theo đói bụng, mà no bụng thì theo cái no bụng. Tức là nói chung là cũng giống như cái dòng nước mà lần trước thầy ví dụ sông Đồng Nai vậy đấy. Tức là có khi thì nước ròng, có khi thì nước lên. Thì cuộc đời nó cũng vậy, có thăng có trầm, có được có mất, đó là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên á là khi mình sống trong cuộc đời á là luôn mình có những cái thăng trầm, luôn có những cái thăng trầm, những cái biến đổi, thì mình phải là có một cái sẵn sàng để mà mình sống tùy duyên thuần pháp. Tức là gặp cái hoàn cảnh nào thì mình tùy cái hoàn cảnh đó. Gặp cái môi trường nào thì mình tùy cái môi trường đó. Gặp tình huống nào thì tùy cái tình huống đó. Thì cái đó gọi là tùy duyên. Thế mình đừng có hiểu lầm là cứ làm cái gì đó thì cứ là tùy duyên. Tùy duyên là khác, nhưng mà tùy tiền là khác. Tùy tiền tức là gặp cái gì của ai là cứ lấy đại đi. Cái đó là tùy tiền, là muốn làm gì thì làm, cái đó khác. Tùy duyên tức là tùy mỗi cái hoàn cảnh, chứ không phải tùy tiền là muốn tiền đâu làm đó thì không phải. Nhưng mà bởi vì ai cũng phải là tùy duyên cả. Mình đang đứng đây, mình đang ngồi đây, tức là cái mà hoàn cảnh chúng ta đang ngồi đây thì gọi là cái duyên ở đây. Lát nữa mình ra thì nó gặp cái duyên khác. Mà ngay khi mình ngồi đây đó là lúc mới vào ngồi là cái duyên khác, mà cuối khi đi về thì là cái duyên nó khác. Tức là cái duyên là cái môi trường, cái hoàn cảnh hay là cái gì đó, là mỗi lúc mỗi khác. Ví dụ như khi mình mới vào đây thì no bụng, lát nữa ngồi đây 2 tiếng đồng hồ cái về cái đói bụng rồi. Mỗi lúc là mỗi khác. Thì cái mà cái hoàn cảnh hay là cái tình huống hay là cái tình trạng, cái trạng thái
mà mình lúc đó như thế nào thì đó là cái duyên. Cái duyên á, nó có mấy cái duyên. Cái duyên thứ nhất mà mình dễ thấy nhất đó là cái hoàn cảnh chung quanh mình. Ví dụ như là cái duyên của thiên nhiên. Cái duyên mà của thiên nhiên á, tức là do thiên nhiên mà có. Như hồi nãy thầy nói đó, buổi sáng, buổi chiều, buổi ngày, buổi đêm gì đó, thì cái đó là cái duyên đó là thiên nhiên. Có một cái duyên thứ hai. Cái duyên mà thứ hai là mình thường hay gọi là duyên nghiệp. Duyên nghiệp tức là cái đó là cái nghiệp của mình chứ không phải ai hết á. Không có cái gì mà không có cái lý do là của cái nhân quả nghiệp báo cả. Ví dụ như bây giờ mình đau bụng, tức là phải có cái lý do nào đó. Hoặc là mình ăn bậy hoặc là như thế nào đó, nói chung là phải có cái gì đó thì mình mới là đau bụng. Thì á, tất cả những cái tình huống mà ở nơi bản thân mình á, mà mình đang có đó, thì cái đó là kết quả của một cái chuỗi từ quá khứ đến bây giờ. Tức là ví dụ như đau bụng, có thể là tại hồi sáng hay hồi trưa gì đó mình ăn cái vật gì đó quá nóng hay là quá lành hay là bị hư hay là sao đó hay là nhiễm khuẩn hay là cái gì đó, tức là nó phải có cái lý do gì đó để bây giờ mình đau bụng. Thì cái đó cũng là duyên. Duyên là toàn bộ những cái gì mà đến với bản thân mình hay là đến với cái chung quanh mình. Thì cái duyên đó đó, cái duyên đó nó có hai cái, thầy nói có hai cái đó. Cái thứ nhất là cái hoàn cảnh tự nhiên hay là hoàn cảnh sẵn có. Ví dụ như mình ngồi trong cái phòng này là những cái này nó đã sẵn có rồi. Không biết ai làm biết, nhưng mà bây giờ mình ngồi đây tức là nó đã sẵn có rồi. Và một cái sẵn có thứ hai đó là cái sẵn có đang mình đang có đây. Con mắt mình trong tình trạng như vậy, lỗ tai mình trong tình trạng như vậy, cái đầu mình trong tình trạng như vậy, máu mình đang chạy trong tình trạng như vậy, tất cả những cái đó nó là cũng vừa là tự nhiên. Tất cả đều là tự nhiên hết. Nhưng mà cái tự nhiên của cái mặt trời mặt trăng lên á thì đó là tự nhiên 100%. Còn cái tự nhiên ở nơi mình á, ví dụ như là tim đập mạnh hay là tim đập yếu, thì cái tự nhiên đó là do mình, do chính cái quá trình đời sống của mình, không phải do ai cả. Do chính cái đời sống của mình, nên đó là cái duyên thứ hai. Có một cái duyên thứ ba, đó là cái duyên mang tính chất xã hội, cộng đồng xã hội của mình. Cho nên á, mình có thể là mình gặp một cái người tính tình như thế này, mình gặp một người tính tình như thế khác, hoặc là thậm chí là mình gặp một cái cõi vô hình ảnh hưởng với nhau, thì cái đó cũng là cái duyên. Như vậy á, mình ở trong cái hoàn cảnh xã hội nào, hay là mình ở trong cái điều kiện môi trường tự nhiên nào, hay là mình đang cũng cái thân tâm mình á đang ở trong trạng thái nào, thì đó chính là duyên. Thì cái duyên á nó khác với cái nhân ở chỗ nào. Cái nhân là ở chỗ này này, bây giờ này. Cái duyên á là mình gặp một cái người họ tới họ khen mình. Đó là duyên. Rồi một người họ tới họ chê mình, đó là duyên. Rồi buổi sáng thì là mát, bữa trưa thì nắng, nóng. Đó là duyên. Thế còn nhân là gì? Cái thuần pháp á là nhân. Cái tùy duyên á là thuộc về duyên, thuộc về quả. Còn cái thuần pháp á là thuộc về nhân. Nhân là thế này. Bây giờ cái người mình gặp cái duyên là cái người họ chửi mình, thì cái thái độ của mình mà phản ứng lại với cái người đó như thế nào đó thì cái đó là nhân. Thí dụ như là người ta chửi mình, mình nổi sân lên, đó là mình tạo cái nhân sân, đại khái như vậy nè. Còn cái người họ khen mình cái mình thích, đó là khởi lên cái nhân tham, đại khái như vậy. Thành ra là khi nào mà mình có khởi lên một cái phản ứng thì cái đó là cái nhân. Cái nhân này đó nó có hai, một là thuần pháp, hai là không thuần pháp. Thuần pháp
tức là cái phản ứng của mình là đúng, phản ứng đúng tốt thì gọi là thuần pháp, tức là nhận thức cái duyên đó một cách đúng đắn và hành động hay là ứng xử lại một cách đúng đắn, tốt đẹp. Gọi là nhận thức thì đúng đắn mà phản ứng hay là thái độ, nói đúng là hơn là thái độ, thái độ mà mình hành động để mà tiếp xử lại á, thì cái đó là nhân. Vậy thì cái hành động mà tiếp xử lại đó thì nó là một á, là thuần pháp, hai á, là không thuần pháp. Vậy thì bây giờ tùy duyên thì đương nhiên rồi, phải không? Có người không tùy duyên mà luôn là cố tạo ra duyên cho hợp với ý mình, thì á, thiền không khuyến khích cái đó. Thiền là dạy mình cái duyên tự nhiên, tức là mình sống cái duyên nào đến như thế nào thì cái duyên tự nhiên hơn là mình tạo ra cái duyên. Cũng như mình hành thiền vậy, mình lấy ngay cái đời sống của mình lấy cái ngay cái buổi sáng là trời mát, buổi chiều trời nắng, trưa trời nắng, rồi buổi chiều trời im gì đó, tức là mình lấy ngay cái đó để mà tu, tức là tu ngay trong cái thái độ của mình. Bởi vì bây giờ duyên thì mình phải hiểu ra, mình phải thấy ra, còn nhân đó là cái thái độ mà mình ứng xử với cái duyên đó, thì cái thái độ ứng xử đó là mình phải là phải đúng tốt, tức là phải nhận thức đúng và hành vi tốt, nói chính xác là như vậy. Thế thì á, có người á là cứ muốn tạo duyên thôi. Ví dụ bây giờ nói hành thiền là phải vô cái trường thiền mà tốt nhất, đại khái như vậy, phải theo một phương pháp nào mà thích hợp với mình nhất, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy tức là mình muốn tạo ra cái duyên, chứ không phải là thuần, không phải là tùy duyên, mà là tạo ra duyên. Còn cái người mà thực sự họ tu thì vào chợ thì họ tu theo kiểu vào chợ, vào chùa thì tu theo kiểu vào chùa, tức là ở chỗ nào tùy theo cái duyên đó mà mình nhận thức và hành vi sao cho đúng tốt, chứ không phải là nhất định là phải tìm một cái chỗ nào đó mà để tới chỗ hợp với mình thì mới được. Nếu mà mình cứ tìm cái nào cũng chỗ hợp với mình á, thì dần dần á là mình sẽ bị cô lập đối với cái đời sống này. Tại đời sống này nó luôn có hai mặt, và tất cả những cái mà duyên mà đến á, ví dụ như thiên nhiên mà đến thì cái đó mình đâu có làm được. Bây giờ mặt trời nó lên thì lên, mặt trời nó lặn thì lặn thôi, chứ làm sao mình làm được đó. Thì cái đó là cái duyên. Và cái nghiệp của mình cũng vậy. Bây giờ cái nghiệp của mình đã là học dở, cho nên bây giờ là điểm thấp thì mình phải chịu thôi, chứ là mình học dở rồi, bây giờ mình muốn điểm cao sao được, phải không? Cái nghiệp của mình nó đã như vậy thì mình lấy cái nghiệp đó để mình làm bài học. Bây giờ cái nghiệp mình đã là dở thì mình lấy cái dở đó để mà làm cái bài học, để mà học để cho mới được. Như vậy thì là nó phải nên tùy duyên, chứ không nên tạo ra một cái duyên theo ý mình. Nếu mà người nào mà luôn luôn cứ muốn là cái duyên nó phải đúng theo ý mình á, thì người nó càng khổ thôi. Tại vì cuộc đời nó vô thường và nó sẽ đến không như ý muốn của mình. Vô thường nghĩa là thế này, bỗng nhiên nó thường, ví dụ như vậy, ví dụ như bỗng nhiên cái nó thường quá thì đó là vô thường. Cho bây giờ mình cứ nói vô thường tức là phải thay đổi thế này thế kia, nhưng mà không phải, biết đâu tự nhiên nó thường cái là tức là vô thường, phải không? Nó đang vô thường nhưng tự nhiên nó thường cái tức là vô thường rồi. Thì cho nên là mình đừng có tạo ra cái gì mà mình muốn là thường như ý mình, mà là nó đến như thế nào thì mình cứ là như vậy. Cái pháp nó đến như thế nào thì như vậy, thì đó chính là duyên. Cái người nào mà có cái khả năng mà pháp đến thế nào mà như vậy đó, là người đó có khả năng lớn nhất. Bởi vì lúc đó người đó sẽ là được
cũng không làm họ là dao động, mất cũng làm họ dao động, thành cũng làm họ dao động, bài cũng không làm họ dao động, phải không? Hay là cái hoàn cảnh khó khăn, hay là cái hoàn cảnh dễ dàng thì cũng không đều không làm họ dao động. Gặp khổ thì họ khổ cho họ cũng không có sợ, họ không dao động. Gặp vui cũng phải là vì vậy mà họ chìm đắm trong cái vui đó, thì như vậy tức là cái người đó mới là cái người là tùy duyên đó. Còn một cái người mà mình cứ là phải tìm tròn cái nào mà thành công chứ, thì thất bại một cái là đau khổ. Tròn cái nào mà cho nó luôn luôn là hạnh phúc sung sướng chứ, thì đau, thì gặp cái mà nghịch cảnh một cái thì là đau khổ, đại khái vậy. Cho nên là cái cuộc đời nó có hai mặt, mà mình tròn đi một, mình tròn một phía, hay là mình tròn một cái nào đó, thì như vậy tức là mình tự cô lập mình, tự cô lập mình ra khỏi cuộc đời, bởi vì cuộc đời nó là vậy mà. Cho nên cái cuộc đời nó được lập trình như vậy để mình vào đó, để mà mình biết trải nghiệm qua hai mặt của cuộc sống, để mới thấy ra được. Cái người mà thấy ra được cả hai mặt của cuộc sống mới thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Còn nếu mình tròn một phía đó thì vô tình là mình tự đào thải mình. Nếu mình tròn mùa xuân thôi thì qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông là mình tự đào thải. Còn nếu mà mình xuân cũng được, hạ cũng được, thu cũng được, đông cũng được, thì cái mùa nào nó cũng có cái vẻ đẹp của nó. Tại mình tròn một cái cho nên mình mới chống đối lại mấy cái kia, chứ còn cái nào cũng có cái vẻ đẹp của nó cả. Cái khổ cũng có cái vẻ đẹp của nó, và cái mà mình cho là sung sướng hạnh phúc gì đó cũng có cái vẻ đẹp của nó. Vì vậy cho nên là phải tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà đối với bất kỳ duyên nào thì cũng phải là thuần pháp. Thuần pháp tức là, thuần pháp có nghĩa thế này, thuần pháp tức là thuần theo với nguyên lý vận hành của pháp. Cái tùy duyên thuần pháp này á, nó có mấy cái tính chất của nó. Thứ nhất á là trật tự. Cái thuần pháp thứ nhất á là trật tự. Con người mình á là sống vô trật tự. Vô trật tự có nghĩa là bất an, mà bất an có nghĩa là đau khổ. Thế nào gọi là vô trật tự? Trật tự tức là thế này: khi một pháp vận hành thì nó có ba cái yếu tính, một là thời, hai là vị, ba là tính. Thời tức là ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thì cái đang ngồi đây á là cái thời là đang là. Cái vị tức là chúng ta đang ngồi ở đâu, đứng chỗ nào đó, đó là vị. Và tính là cái tính chất của mỗi người lúc đó. Cái tính chất của mỗi người ngay cái lúc đó, ngay cái lúc thời và vị đó. Như vậy á, bây giờ này mình đang đứng đây thì cái thời, vị và tính là bản thân cái này, là bản thân mỗi người ở đây. Bản thân của mỗi người đang ngồi đây là thời, vị, tính của cái pháp đang lúc đó như vậy đó. Thì mỗi người đó đang có cái, tất cả mọi người đều đang ở trong cái thời, vị, tính đó. Mà cái thời á thì là nó luôn là trôi chảy, phải không? Cái thời thì nó luôn là trôi chảy cho nó không phải dừng lại. Cái vị đó thì thực ra mình ngồi đó cũng ai ngồi yên được, cho dù mình ngồi như là một cái tượng đồng đi nữa, thực ra trong này máu nó vẫn chảy, phổi nó vẫn thở, như vậy thì nó vẫn có chuyển động, cho nó cũng phải là đứng yên. Vậy cả thời cả vị đều là di động, mà ngay cả tính chất cũng vậy. Có thể là đang buồn đổi qua vui, hay đang vui đổi qua buồn, hay là hồi nãy mình ngồi thì là nó thấy ngồi thoải mái lắm, mà ngồi lát cái nó đau chân, tức là nó từ từ cái cảm giác thoải mái bây giờ qua cảm giác khổ.
Như vậy á, cả thời, cả vị, cả tính đều luôn luôn là trôi chảy. Nhưng có một điều là trôi chảy cách nào thì nó vẫn có thời vị tính của nó trong từng sát na. Thế nhưng mà bây giờ đó, mình đó lại là đi cật cái thời vị tính đó, cho nên gọi là mất trật tự. Mất trật tự có nghĩa là bất an, bất an có nghĩa là đau khổ. Đó, phải không? Rất rõ ràng phải không? Đó. Bây giờ thế nào là mất trật tự? Mất trật tự nó vẫn có ba thứ, tức là mất trật tự của thời, mất trật tự của vị và mất trật tự của tính. Mất trật tự của thời là sao? Tức là mình đang ở đây nhưng mình lại là sống với quá khứ, chứ không tròn vẹn với cái thời vị tính bây giờ, mà mình là sống với cái thời vị tính hồi nào không, trong quá khứ, tức là bị quá khứ chi phối. Hoặc là mình đang là thời vị tính là đang đây, nhưng mà mình lại không biết gì về mình cả, mình lại đang nghĩ một kế hoạch chương trình gì đó ở tương lai. Tức cười nhất là một người ngồi thiền, mấy người người ta làm kinh doanh rồi này kia thì ta nghĩ tới tương lai thì cái đó thì mình cũng, tại vì họ tròn cũng đường đó rồi thì họ đành phải quên mình để tới tay thôi, cái đó cũng nói. Bây giờ một người ngồi thiền thì lại là đang cố gắng ngồi để mà tới tương lai, chứ không phải là ngồi để mà tròn vẹn với cái thời vị tính này. À, cái đó là mới sai lầm lớn, to lớn. Thiền chính là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vị tính này. Dù cái thời vị tính này nó chỉ có một sát na thôi, mà trong một sát na đó nó cũng có sinh trụ và diệt. Dữ dội đó. Một sát na là nó quá nhỏ rồi, mà trong một sát na nó lại còn có sinh trụ và diệt nữa. Vì vậy cho nên á, cái thời vị tính này đó, nếu mình không trở về tròn vẹn trong sáng với nó đó, thì coi như mình mất nó dài dài, phải không? Mất nó có nghĩa là mất trật tự. Mất trật tự có nghĩa là đau khổ, đúng không? À, vậy thì á, về thời á, là mình bị cái quá khứ và tương lai chi phối, đó là mất trật tự về thời. Bây giờ mất trật tự về vị, thực ra khi mà mất trật tự về thời đó là cũng mất trật tự về vị luôn, phải không? Tại vì bây giờ mình nó thì đang ngồi đây nhưng mà mình lại đang sống với quá khứ, tức là cái thời là quá khứ và cái vị đó thì mình đánh mất cái mình đang ngồi đây, tức là mất cả vị, cả thời cả vị, phải không? Nhưng bây giờ thế này, ở trong hiện tại bây giờ mình đang đứng đây, và giả dụ như thế này, bây giờ quý vị đang nghe thầy nói, và trong khi thầy nói đó quên luôn cả mình, cái đầu á là cứ nghĩ coi thử thầy nói cái gì, suy nghĩ coi, tính toán coi thì thầy nói này có đúng không hay là sai, sao bữa trước mình đọc cuốn kia thầy không nói như thầy nói. Rồi thì bữa trước mình đọc cuốn sách đúng rồi, thầy nói ông nói đúng á, tại vì bữa trước mình đọc cuốn sách cũng nói như vậy đó. Tức là cứ ngồi cứ so sánh biết chứ không có thực sự là nghe là gì. Nghe là không phải nghe thầy mà nghe chính mình. Khi nào mà nghe chính mình á thì lúc đó là mới không mất cái thời vị tính. Mất thời vị tính này á là mất vị thời vị tính trong hiện tại đó này. Thí dụ như mình nói, bây giờ nghe thầy á thì cũng nghe thầy thì cái đầu óc mình cũng là chạy lung tung. Còn mình ví dụ mình vô trong cái rạp hát mình nghe một cái bản nhạc hay quá, cái là tự nhiên bị thu hút hoàn toàn, thành ra mình cũng quên cái thời vị tính đây. Thiền định. Thiền định là gì? Thiền định tức là gắn tâm vào một đối tượng, và có khi vì gắn tâm vào đối tượng đó mà quên cái thời vị tính đang là, tại vì cố gắng mà gắn nó lại. Trong khi thời vị tính thì luôn là trôi chảy. Vậy thì thiền định không phải là hay đâu. Nếu như thiền định á là một cái tâm mà ổn định trong tất cả mọi thời, bữa sáng cũng ổn định, bữa trưa cũng ổn định, lúc nào cũng ổn định, thì cái thời vị tính đó thì luôn luôn là tròn vẹn với thời vị tính, với mọi thời vị tính, đó là đại định. Cái đình đó mới là thật sự là cái đình của Phật giáo.
Còn cái định mà ngồi lại để mà quên mới đi hết tất cả mọi chuyện để mà trú vào một cái trạng thái nào đó, thì đó là tự cô lập mình trong trong một cái bản chất của đời sống là vô cùng uyển chuyển và vi diệu. Mà tự mình nó là tại vì mình thích cái trạng thái định đó cho nên mình tự mình cô lập vào trong cái trạng thái định đó, thì cái đó là sai lầm, cái đó không phải là định của Phật giáo. Định của Phật giáo là trong mọi trường hợp, trong mọi duyên, tâm độ ổn định. Và ổn định đây là gì? Ổn định tức là an. An là gì? An là không mất trật tự. Không mất trật tự là không đánh mất thời vị tính, đó là đại định. Mà đó cũng là trí tuệ luôn. Bởi vì trí tuệ là chỉ có đối tượng của trí tuệ là thực tánh pháp. Mà thực tánh pháp thì chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Còn quá khứ thì nó là đã là qua rồi, tương lai thì nó chưa đến, cho nên nó không phải là thực tánh pháp. Tương lai thì mình tưởng tượng, quá khứ thì cũng tưởng tượng luôn. Mà mình tưởng tượng theo kiểu là hồi tưởng. Còn bên này là tưởng tượng theo kiểu là ảo tưởng, tức là nó chưa tới. Đó. Cho nên thuần pháp á, nó mang một cái nghĩa đầu tiên đó là tròn vẹn với thời vị tính tại đây và bây giờ. Tức là bây giờ mình đang thế nào đó thì phải tròn vẹn với cái là như vậy. Thì ở đó mới là có giới định tuệ. Giới tức là không có là hoạt động lung tung. Là giới nữa. Định tức là tròn vẹn với cái thực tại. Và tuệ tức là rõ ràng với cái thực tại đó, chứ không phải là đầy cả những cái ảo tưởng về quá khứ, về tương lai. Còn một cái nữa, đó là hiện tại. Thí dụ như mình đang đứng đây, nhưng mà mình lại nghĩ đến cái chỗ khác. Tức là cái vị thì đang đứng đây, mà cái tâm và tưởng tượng của mình nó là đi nghĩ tới chỗ khác. Hoặc là mình đang đứng đây, mà nghe người ta, người mình tức cười lắm, nhiều khi bị ùn tắc xe đó là vì có một cái tai nạn hay có một cái chuyện gì, ai đánh nhau chửi nhau gì đó là đứng lại coi hết. Tức là mình bị cái hoàn cảnh đó nó chi phối, bất kỳ một cái gì ở bên ngoài cũng có thể chi phối mình, làm cho mình quên mình, đánh mất mình. Chuyện vui bên ngoài, chuyện buồn bên ngoài, chuyện gì bên ngoài của người ta không có dính dáng gì, cũng là mình là cứ đứng lại coi đó, đại khái vậy đó. Cho nên á là mình bị cái hoàn cảnh bên ngoài nó ảnh hưởng mình quá nhiều, đến cái độ mình rất dễ quên mất mình. Thì đó cũng là cái mà mất trật tự. Thì trong cái mất trật tự đó nó mang cái tính là vì nhiều hơn. Mang cái tính vì nhiều hơn, còn cái quá khứ với tương lai thì mang tính là thời nhiều hơn. Và thời gian nhiều hơn. Thực ra thì cái nào trong cái thời gian á thì nó vẫn có đánh mất cái vị. Trong không gian cũng đánh mất cái thời. Cho nên á là cái mà đánh mất cái thời vì tính. Thì thời và vị mình nói rồi ha, bây giờ đến tính. Nói thêm một chút xíu nữa về cái thời và cái vị. Ví dụ như bây giờ mình đang đi. Thì mình đang đi là mình đang đi như thế này, là đang đi tới đằng đó. Thế nhưng mình có một thói quen á, là mình đang đi đó thì mình không tròn vẹn với bước đi, chỉ nghĩ tới đó thôi. Như vậy cũng là đánh mất thời vì tính, phải không? Như vậy tức là mất trật tự nè. Bây giờ đánh mất cái tính là gì? Đánh mất tính là rất sâu. Nhưng mà đầu tiên là như thế này cái đã. Ví dụ như bây giờ mình đứng đây và cái tâm của mình đó là cái tâm đang sân chẳng hạn. Thì lẽ ra đó là mình phải trở về tròn vẹn với cái sân đó để mình thấy rõ cái sân đó nó đang sinh diệt như thế nào, nó đang sinh diệt như thế nào trong cái thời vị tính của nó. Lẽ ra mình phải thấy ra điều đó thì mình lại không thấy, mình lại có một cái phản ứng như thế này. Một là mình muốn dẹp nó đi, à. Nếu như là một cái trạng thái nào đó, ví dụ như một trạng thái đang khổ
thì mình muốn dẹp cái khổ đó đi, hay là một trạng thái tâm đang sân thì mình muốn dẹp cái sân đó đi. Ngược lại, nếu như lúc đó là một trạng thái lạc thì mình lại muốn giữ lại. Thành ra là hoặc là mình muốn dẹp nó đi, hoặc là mình muốn giữ lại. Nhưng mà luôn luôn là nó có một cái tương lai. Tức là khi mình muốn dẹp cái khổ nó đi thì mình lại mong là không khổ. Tức là ở trong đó đó, con người mình đó, tự động mình chia cắt con người mình ra hai thành hai. Cái mà đang đứng đấy đó là khổ, nhưng mình lại không tròn vẹn với cái khổ đó, không có trở về tròn vẹn trong sáng với cái khổ đó, để thấy rõ cái khổ đó trong từng sát na sinh diệt của nó, mà mình lại là mong là được lạc, được lạc. Như vậy á, là trong đó là có tham, có sân, là hai cái rõ nhất. Nhưng mà tham với sân tức là có si. Si là sao? Si tức là mình không thấy rõ. Ví dụ như lúc đó khổ thì lẽ ra là mình hoàn toàn sáng suốt để thấy rõ cái khổ đó, thì mình lại không hoàn toàn sáng suốt để thấy rõ cái khổ đó, mà mình lại muốn đẩy nó đi, hoặc là mình muốn có một cái khác thế vào. Cho nên á, là mình rơi vào một tình trạng bất an, mất trật tự mất trật tự vận hành, bởi vì trật tự của nó lúc đó là khổ. Tại đây về bây giờ là khổ, vậy thì mình phải là trở về tròn vẹn trong sáng để thấy cái khổ đó, thì mới là thấy ra cái thực. Đó là nói về cái trạng thái. Còn bây giờ nói về thái độ. Thái độ thì thế này, ở nơi mình á, ở nơi mỗi người á, là có một cái tánh biết. Cái tánh biết nó vốn là rất trong sáng. Nếu mà không có cái gì che lấp cái tánh biết đó đó, thì cái tánh biết đó nó thấy hết. Từ đồng cái tánh biết nó tròn vẹn với từng giây phút, tròn vẹn với từng sát na của cái thời vị tính. Đó là cái tánh biết nó, là cái bản chất của nó là như vậy. Nhưng mình từ chối cái tánh biết đó đi, tức là từ chối cái khả năng mà mình sẵn có, mà mình lại khởi lên một cái bản ngã. Khởi lên một cái bản ngã, tức là bây giờ cái bản ngã này là một cái ta ảo tưởng, nó lại không thật. Cái ta ảo tưởng này đó là lấy cái pháp này, lấy cái tánh biết này để tạo ra một cái ảo tưởng về cái ta. Và cái ta đó đó, nó mới là chính cái ta này, nó mới phản ứng là loại bỏ cái này, muốn được cái kia. Chính cái ta đó đó nó mới hoạt động như vậy. Cho nên á, nếu mà nói tính thì phải nói rằng là cái bản chất thực, mà cái bản chất thực á thì nó là pháp, cho nó không phải là ngã. Bản chất thực tức là chân đế, còn cái bản ngã thì cái đó là tục đế. Thế thì á, mình lại sống trong cái tục đế, mình lại cái đánh giá mình muốn thế này muốn thế kia là theo tục đế, mình lại quên đi cái bản chất thực của cái chân đế. Cho nên á, là ở nên một cái tính tức là cái bản chất ngay lúc đó, cái thể tánh ngay lúc đó, thì cái thể tánh đó, đó mình lại là không tròn vẹn với cái thể tánh đó, mà mình lại khởi lên một cái khái niệm về nó, tức là một cái ao ảnh về nó, rồi lại khởi lên một cái bản cái ta giải quyết những cái đó. Cho nên á, hoàn toàn là đánh mất tính. Vì vậy cho nên Đức Phật á, là ngài dạy tinh tấn chánh niệm tịnh giác, có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thời vị tính đang là. Đang là mình nói là tức là thời đó, thời đó, cái thời đang là. Cái vị là tại đây, và tính là cái đang là như vậy. Đó là thiền. Thiền tức là lập lại trật tự của thời vị tính, để cho là đang đi thì chỉ có đi, đang đứng thì chỉ đứng, đang nằm chỉ có nằm, đang ngồi chỉ có ngồi, đang nghe chỉ có nghe, đang thấy chỉ có thấy. Thì lúc đó mình mới là thực sự trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại đó chính là tùy duyên phần.
Ví dụ như là bây giờ mình lấy theo tứ niệm xứ để mình nói, khi đang đi thì duyên là đi, phải không? Mà tròn vẹn với cái đi đó, tròn vẹn trong sáng với cái đi đó, đó là thuần pháp. Hay là có một cách khác, cách không phải là cách khác mà là một cái cách nói khác, là khi mình đang đi thì thần trồng chú tâm quan sát vào cái đi, chứ không có phân tâm đi đâu khác. Hoặc là trong khi đi thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành với cái đi đó, cái cách nói khác thôi. Hoặc là nói là khi đi thì tròn vẹn giới định tuệ, khi đi thì tròn vẹn bát chánh đạo. Muốn nói gì để nói, nhưng mà thực ra đó cái chiếu vẫn là cái mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó. Trở về tức là trở về với cái thời vị tính tại đây và bây giờ. Như vậy á, tùy duyên thuần pháp, tùy duyên thuần pháp á là nó gồm có hai cái. Một á là cái gì thuần, cái gì đến với mình mà thuần á thì mình cứ sống theo với cái thuần. Cái gì mà đến với, đến là nghịch á thì mình phải chấp nhận cái nghịch đó, gọi là nhẫn nại. Sáng nay có một Phật tử hỏi thầy là làm thế nào để nhẫn nại. Đó là một câu hỏi mà nó cũng giống như câu hỏi là làm sao để mình hết sân. Thì thường thường là mình có hay phản ứng là khi mình gặp cái gì đó thì mình phản ứng bằng cái tham, cái sân, cái si gì đó. Nhưng mà có nhiều thứ lắm, ngã màng rồi đủ thứ hết đó, nó hay phản ứng như vậy. Thế thì bây giờ làm thế nào mà nhẫn nại, là thực ra là nhẫn nại với những cái mà khởi lên của tham sân si ngã màng tà kiến rồi đó. Cái nhẫn á là nó không phải nhẫn một cái nào đó đâu, mà nhẫn với toàn bộ phiền não tham sân si ngã màng tà kiến rồi đó, cái đó là thuộc về phiền não. Có một câu nói mà ít người hiểu được, đó là cái câu nói là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề. Phiền não sắc bồ đề được, một bên là bồ đề còn một bên là phiền não, là hai bên là chống nhau mà kịch liệt, mà sao là phiền não tức bồ đề được. Cho nên người ta không hiểu. Nhưng mà thực ra thế này, bồ đề tức là tánh giác. Bồ đề là tánh giác, là tánh biết của mỗi người thực ra sẵn có. Nhưng mà phải có cái phiền não đó, đó nó khởi lên đó, để xem thử là anh sử dụng tánh giác tới đâu. Phải không? Nếu như tham này, sân này, si này, ngã màng này, quan niệm thế này, quan niệm thế kia đó, mà nó khởi lên mà tánh giác đều biết được á, thì nó khởi lên để giúp cho tánh giác biết. Thầy nhớ là khi qua bên Úc á, thầy đo mắt á, qua bên Úc có cái đo mắt rất là hay. Tức là thầy ngồi hỏi để cái máy xong rồi á, là bên này nó có cái nút để bấm. Thì á, ở trên cái màn ảnh á, trên một cái màn ảnh giống như cái màn ảnh của cái TV hoặc là cái gì đó, thì nó tự nhiên nó xuất hiện bên này một cái, xuất hiện một chớp lên cái, rồi bên kia chớp lên cái, chớp khi chỗ này khi chỗ khác, nó chớp lung tung đó. Hệ mình thấy á, là mình bấm một cái, thì người ta sẽ đo xem thì cái đồ mà mắt của mình nhìn các cái sự biến đổi của vật á, nó nhiều khi nó xuất hiện bên này cái mình ham dòm cái bên này, cái xuất hiện hai ba lần bên kia mình không thấy. À thì như vậy á, cái mà nó xuất hiện đó, giả sử như cái xuất hiện đó là phiền não, thì cái mà bấm này là chứng tỏ rằng là mình đã phát hiện được bao nhiêu phiền não. Người nào phát hiện được nhiều phiền não chừng nào á thì trí tuệ người đó càng cao chừng đó, chứ không phải là phiền não tức bồ đề gì nữa, phải không? Tại sao nữa? Thế nếu mà mình bấm được, giả sử như nó xuất hiện 100 lần mà mình bấm đúng 100 lần thì coi như là mắt mình là 100% rồi, phải không? Nhưng mà nó xuất hiện bên này thì mình thấy được bên này cái mất bên kia một cái, rồi đến khi cái thứ hai mình mới thấy, thì như vậy có thể là còn lại 80%, 70%, 50% đại khái, hoặc là con mắt mình nó không đủ để thấy. Thì cái tiếp của mình cũng vậy, mỗi người đều có một cái tánh biết, cái tánh giác,
Nhưng mà cái tánh giác đó, nó phải có phiền não mới là cái tánh giác đó nó mới thể hiện được. Còn nếu không thì giác cái gì? Nếu nó không có phiền não thì giác cái gì? Nó có gì đó là giác. Như vậy thì phải có phiền não mới là giác được. Cho nên không sợ phiền não mà là sợ không giác được phiền não. Phải không? Đó. Thì cái cái mà Đức Phật ngài nói tinh tấn chánh niệm tinh giác á, chính là cái mà luôn là mình phát hiện ra được phiền não. Cái sai lầm của cái người tu á, là muốn tạo ra một cái đúng, tạo ra một cái đúng như ý muốn của mình. Nhưng mà tất cả cái đúng mà do mình tạo ra đều là sai hết, mà là chỉ cần phát hiện cái sai thôi. Chỉ cần phát hiện cái sai thôi, cái sai, cái ảo mà mình phát hiện được, không còn cái ảo cái sai nữa thì là nó đã đúng hết từ đầu đến cuối rồi, tại mình thấy sai đó thôi, phải không? Cho nên là trong cái tùy duyên thuần pháp đó, nó bao gồm là thuần cảnh thì mình cứ thuần, chẳng phải là thuần cảnh thôi bỏ, không chịu thuần cảnh. Có nhiều người nghĩ rằng là muốn cho mau giải thoát á, thì đừng có thuần cảnh, cũng dẹp luôn để cho nó mau hơn. Nhưng mà không phải, bởi vì đó là cái bản chất của pháp. Cái bản chất của pháp nó là như vậy, nó có cái thuần, cái nghịch. Mình loại cái thuần đi cũng được, mình loại cái nghịch đi cũng được, cả hai mình đều loại cũng được. Cho nên á, khi thuần thì cứ thuần, khi thuần á, thực ra đó cũng phải nhẫn nại. Bởi vì sao? Thuần rồi là mình cứ ưa bị đắm chìm theo. Mà khi mà mình nghịch á, thì là mình ưa chống đối lại. Giữ được cái quân bình, không chạy theo mà cũng không là chống đối. Cái đó chính là nhẫn. Cái đó chính là nhẫn. Cho nên á, cái chữ nhẫn á, nó là một vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái nhẫn á, không bao giờ mà mình từ rèn luyện cái nhẫn được cả. Không bao giờ. Làm thế nào mà một người mà nói là tôi ngồi để tôi nhẫn được á? Đâu có. Nhẫn là phải nhẫn, có cái gì đó mới nhẫn, phải không? Vì vậy cho nên á, nó có cái thuần, cái nghịch đến mới là giúp mình nhẫn, chứ không thôi lấy cái gì mà nhẫn. À, không tự nhiên không có cách nhận được cái chân. Vậy thì khi mà mình đang sống trong cuộc đời này á, thì lúc đầu là thế này, mình phản ứng với là tham sân si gì đó, nhưng mà mình không thấy được. Khi gặp một cái đối cảnh thì cái phản ứng tham sân si của mình nó cứ vọt lên, không làm chủ được, mà lúc đó nó chỉ là toàn là cái bản ngã, là nó chiếm cứ hoàn toàn và nó cứ hoạt động, cho nên mình không phát hiện được. Vậy thì bây giờ là đúng là chính những cái này giúp cho tánh giác mình phát hiện đó. Dùng tánh giác mình phát hiện. Bây giờ là lúc đầu thì gặp một nghịch cảnh, mình nói nghịch cảnh cho nó dễ. Khi mình gặp một cái nghịch cảnh thì mình phản ứng liền. Lúc đầu là như vậy nè, phản ứng rồi mình cũng chưa biết, chưa thấy nữa. Nhưng mà nếu mình cứ là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó, thì dần dần á là mình phát hiện ra. Cho nên á, lúc đầu á, khi gặp một cái nghịch cảnh á, là mình muốn diệt nó cho được, mình muốn loại cái nghịch cảnh đó, cho nên cái tâm sân của mình nó khởi lên mà mình không biết. Tại mình lo dẹp cái nghịch cảnh đó, mình lo đối kháng với cái nghịch cảnh đó, cho nên á, trong cái tâm mình khởi lên cái sân và cái khổ ở trong đó mình không biết. À, tức là cái nhân và cái tập đế và khổ đế nó đã xuất hiện trong này rồi mà mình không biết, mình chỉ lo là diệt cho được cái đối tượng ở bên ngoài thôi. À, dần dần á, cứ nhìn cái lại mình á, cứ trở lại nhìn thấy lại mình á, thì dần dần mình phát hiện ra sớm hơn. À, cái phản ứng đó nó ban đầu thì hủy diệt, nhưng sau dần dần rồi thì là
thôi chấp nhận cũng được, ráng chịu cũng chấp nhận. Nhưng mà dần dần rồi thì thấy là chấp nhận cũng hay, bởi vì chấp nhận đó thì là rõ ràng là mình phát triển được những cái một số những cái khả năng, thì ra là mình chịu cũng được chứ đâu có sao đâu. Thế lúc đầu là mình nhất định là phải loại nó mới được, nhưng bây giờ mình nói là có nó cũng tốt, bởi vì có nó đã làm cho mình là tăng lên cái sự nhẫn nại này, tăng lên cái sự cảm thông này, và phát triển ra cái lòng từ bi này, rất là nhiều thứ. Tức là nhờ cái nghịch cảnh đó mà nó phát huy ra được rất nhiều cái phẩm chất mà trước đây nó nằm ngủ. Cái phẩm chất đó không phải là mình không có mà mình rèn luyện ra, mà nó nằm ngủ. Bây giờ nhờ nó mới thức dậy, đánh thức dậy. Đánh thức dậy thì ra là nhờ có cái nghịch cảnh đó nó mới đã đánh thức dậy những cái phẩm chất cao quý mà mình đã sẵn có. Thì lúc đó mình bắt đầu là không những chấp nhận mà bắt đầu bây giờ mình cảm ơn những nghịch cảnh nữa. Cảm ơn những nghịch cảnh thì té ra là nếu mà không có những nghịch cảnh này thì mình đâu có bản lĩnh, đâu có nhiều khả năng, nhiều sức chịu đựng được như thế này. Cho nên là đến một lúc nào đó mình là tạ ơn và sám hối những cái nghịch cảnh. Sám hối là sao? Vì hồi trước là tìm cách hài cho được, tìm cách hài cho được cái mà đối nghịch lại với mình. Nhưng mà bây giờ mình lại thấy là thì ra là những cái đối nghịch này nó đến để giúp mình phát triển những cái khả năng mà tiềm ẩn mà trong mình mà mình chưa thấy ra đó. Thành ra là cái nhẫn nại là như vậy. Thì đương nhiên là lúc đầu mình mà đối với cái nghịch cảnh á thì nó ai cũng vậy, ai lúc đầu cũng vậy hết á. Nhưng mà từ rồi gặp được hoài quen rồi một hồi á thì lại nhận ra được cái ý nghĩa của nó. Thì ra là không phải là chỉ thuần cách mới là đem lại cuộc đời mình tươi đẹp, mà chính những nghịch cách còn đem lại cho mình nhiều cái tươi đẹp hơn nữa. Đại khái như vậy. Vì vậy cho nên á, khi mà mình là thuần cũng được, nghịch cũng được, thì lúc đó mình là thuần pháp. Thuần pháp là thuần thì mình cũng thuần. thuần mà cũng thuần là hơi khó đó, chẳng phải dễ đâu. Thuần là mình bị chìm đắm mất rồi, đâu nữa mà thuần. Ví dụ như cái dòng sông mà nó chạy như thế này, cái mình thả trôi theo cái dòng sông đó thì thuần rồi. Nhưng mà thuần là mình bị cuốn đi. Nhưng mà nghịch thì là mệt. Mình mà cứ mà bị ngược cái dòng sông thì nó mệt chết luôn. Nên á, cái dòng sông thì nó vẫn vậy. Mà thuần cái nghịch á, thật ra là do mình. Mình cho cái đó là nghịch, mình cho cái đó là thuần. Thuần nghịch là đôi lúc là thuần nghịch theo cái ý mình. Chứ hẳn nó đã là thuần nghịch. Mà là cái nào nó cũng là cái pháp đến mà giúp cho mình để học ra cái bài học khai mặt của cuộc đời, chứ không phải là thuần nghịch gì cả. Cái cuộc đời này đó là cái hay của nó đó là ngàn đời vẫn vậy. Có người nói rằng là Phật nói là ra mà cứu độ chúng sanh, rồi Phật là cứu độ rồi ngài đi nhập niết bàn rồi thì chúng sanh nó vẫn khổ chứ đâu có cứu độ gì được đâu. Nhưng mà không phải, cứu độ là Đức Phật ngài chỉ cho chúng sanh biết rằng là cuộc đời này nó là như vậy đó, nó khổ như vậy đó, bây giờ cứ ráng mà học đi. Tại mình học thì mình khổ chứ Đức Phật ngài đã chỉ rồi, chỉ cho mình học cái bài học đó. Nhưng mà mình lại làm khác, mình lại muốn cuộc đời này là trở thành hạnh phúc. Nhưng mà khi mình muốn cuộc đời này trở thành hạnh phúc là mình chỉ muốn thay đổi cái trạng thái thôi, mình thay đổi cái duyên, cho mình không có tùy duyên thuần pháp để mà học ra bài học hai mặt của cuộc đời. Và khi một cái người mà đã tùy sống tùy duyên thuần pháp rồi đó, tức là cái người đó nó không còn cái bản ngã. Người mà hoàn toàn tùy duyên thuần pháp tức là cái người không còn sống có không còn có cái ích kỷ cá nhân, không có cái
cái ta cá nhân, mà tất cả đều là cái tánh biết thấy tất cả sự vận hành của pháp và sống đúng với cái sự vận hành của pháp. Cho nên một cái vị mà được gọi là bắt đầu đi vào thuần pháp thì gọi là một vị nhập lưu. Lưu đây tức là dòng pháp. Thì một vị mà tu đạo hơn là một vị gọi là nhập lưu. Thực ra vị này là vị đại giác ngộ ra được sống tùy duyên thuần pháp là thế nào. Thực sự sống tùy duyên thuần pháp là thế nào. Và khi một cái vị mà đã bắt đầu sống tùy duyên thuần pháp đó, thì vị đó đã vô ngã vị tha. Vì đó đương nhiên là sống vô ngã vị tha, bởi vì nó không có cái bản ngã rồi, đâu có ích kỷ, đâu có cái gì nữa. Cho nên á, một cái người mà chỉ có mới có thể là ý thức được cái tùy duyên thuần pháp thôi thì người đó đã là có tâm vô ngã vị tha rồi. Huống chi một cái vị mà nhập lưu tức là đã vào được cái dòng tùy duyên thuần pháp. Cho nên á, thật ra cái tên đó chỉ là cái tên gọi thôi, chứ không phải là một cái bậc thánh này gì cả. Mà đó là một cái giai đoạn nhận thức và hành vi của một người đủ để sống tùy duyên thuần pháp, đạt được cái đời sống tùy duyên thuần pháp một cách là chúc mực. Thì cái đó là gọi là Đức Phật gọi đó là bậc Tu Đà Hoàn. Chứ đừng có nghĩ Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là cái quả vị này quả vị kia gì cả. Bởi vì pháp là chung. Bây giờ cái người này nhập vào pháp thì pháp là chung, chứ đâu của ai riêng ai đâu mà là quả vị của vị này quả vị của vị kia, phải không? Không phải là không phải mình đừng có nghĩ là cái đó cái quả vị của vị này đắc, quả vị của vị kia đắc, mà là cái nhận thức và hành vi đúng để mà đúng và tốt đủ để sống thuần với lại cái nguyên lý vận hành của pháp. Đó. Đại khái là như vậy đó. Thế thì một người mà như vậy á thì Đức Phật ngài gọi là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Tức là lúc nào cũng sống tròn vẹn với pháp. Lúc nào cũng sống tròn vẹn với pháp. Cho nên á là không cần phải khởi lên cái ý muốn là phải thế này thế kia, hay là muốn dẹp cái này muốn được cái kia nữa. Cho nên là không. Mà vì không cho nên á, tâm rộng lặng trong sáng, cho nên không cần giữ một tướng nào. Còn mình á thì tu hành á là muốn giữ cái tướng là thanh tịnh, muốn giữ cái tướng là trang nghiêm, muốn giữ cái tướng này tướng kia, mà cái tướng đó không phải là không có. Nhưng mà cái tướng đó nó tự động, nó xuất hiện khi cần. Còn không thì thôi, chứ nó không trở thành một cái gì mà mình phải có nó. Mình không cần có pháp gì cả, các pháp nó sẽ tự đến tự đi, chứ mình không cần phải có gì cả. Cho nên mới nói là vô tướng, tức là không giữ lại một cái tướng nào cho mình, dù là mình tướng đó là tướng định hay là tướng là mình đắc tuệ này tuệ kia, thực ra là không phải như vậy, mà là cái tâm nó có mở ra để không còn bị trói buộc, không bị vướng kẹt vào cái gì. Mấy đó là mấy cái chính. Bởi vì á cái bản ngã nó cái ảo tưởng của bản ngã là nó tạo ra rất nhiều trói buộc. Cho nên á mình á là luôn luôn ở một trong hai trạng thái, ở một trong hai cái mặt như thế này. Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo, có cái không sinh không hữu, không tác, không thành. Này các tỳ kheo, bởi vì nếu không có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì không thể thực hiện được sự thoát ly ra khỏi cái sinh, cái hữu, cái tác, cái thành. Do vậy, này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vậy thì ở nơi mình này, bây giờ mình đang đứng đây đó, một là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Hai là sinh, hữu, tác, thành. Thiền chính là
phát hiện được lúc nào thì bị sinh, bị hữu, bị tác, bị thành. Khi nào thì không sinh, không hữu, không tác, không thành. Mà cũng ngay nơi cái thân thọ tâm pháp này thôi, ngay nơi cái thân tâm cảnh này thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà trong đó có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Còn có cái thì lại là sinh, hữu, tác, thành. Thế thì như thế này, bây giờ mình nói thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình đang đứng đây, nếu như tâm hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hay là rỗng lặng, trong sáng, hay là tâm luôn trở về tròn vẹn với cái thực tại đang là, tròn vẹn trong sáng với thực tại đang là, thì lúc đó đó là không sinh vào, không hữu, không tác, không thành. Bây giờ thầy giải thích sinh hữu tác thành là gì. Khi mình khởi lên một cái ý đồ, khi mình khởi lên một cái ý đồ nào đó thì tức là có sinh. Khi khởi lên một ý đồ thì là muốn là trở thành như là cái mục đích của ý đồ đó. Thí dụ như thế này, thí dụ bây giờ mình đang, tâm mình nó đang rối loạn, mình nghĩ lên một cái ý nghĩ là phải định tâm đó. Khởi lên một cái ý nghĩ là phải định tâm. Thế rồi á, khi mình khởi lên cái ý nghĩ đó, tức là đã có ý đồ định tâm, thì tức là có ý muốn từ cái không định tâm này đến chỗ định tâm, phải không? Tức là ý muốn trở thành, ý muốn trở thành này chính là tham ái. Bây giờ khi có ý muốn trở thành rồi thì đến tác hữu đó, hữu có nghĩa là ý muốn trở thành. Bây giờ đến cái thứ ba là tác, tác tức là cố gắng hành động như thế nào đó bằng mọi cách để mà đạt được cái mục đích của mình, tức là mục đích định của à, rồi là thứ ba này. Và bây giờ thành, thành tức là mình có được một trạng thái định do mình làm ra, do mình tạo tác được cái định đó. Như vậy chính là luân hồi sinh tử. Mặc dù lúc đó mình có đạt được định đi nữa thì định đó cũng là luân hồi sinh tử. Là vì sao? Là vì cái định đó là do sinh, hữu, tác, thành. Mà lẽ ra là thế này. Bây giờ tâm mình có thể là đang rối loạn, thì lẽ ra là trở về tròn vẹn trong sáng với cái rối loạn đó thì chính là đại định, đại tuệ rồi. Mà mình lại là muốn cái rối loạn này để đạt được cái định, tức là mình đã khởi lên sinh, hữu, tác, thành. Thầy thường nhắc đến một cái trường hợp của một người Phật tử đến đây hỏi thầy là sao cái tâm của con mà nó cứ lăng xăng hoài, nó không yên. Con thấy cái tâm của con sao nó, con cứ phiền não đau khổ với là cái tâm như vậy. Bây giờ làm sao mà tâm con nó yên? Thì thầy mới nói thế này, chính cái ý nghĩ mà làm sao cho cái tâm yên đó càng là thúc đẩy thêm cho cái không yên đó, kéo dài cái không yên đó. Tức là mình còn đổ dầu vô lửa đó, tức là tạo cơ hội cho cái không yên đó nó càng tăng thêm. Mình cố gắng mà đè nén được cái rối loạn đó để cho nó yên thì mình đã là sinh, là hữu, là tác, là thành rồi. Cho dù nó có yên được á thì cái yên đó cũng là từ cái sinh, cái hữu, cái tác, cái thành rồi. Cho nên á, Đức Phật là không vậy, không dạy cách đó. Khi mà Huệ Khả đến hỏi Tổ Đạt Ma, xin ngài an cái tâm cho con,
thì Tổ Đạt Ma nói đưa cái tâm để ta ăn cho. Huệ Khả là nhìn lại cái tâm mình, lát sau nói là con không tìm thấy tâm đâu. Tổ Đạt Ma nói là ta đã an cái tâm của người rồi đó. Nếu mà mình lại cố gắng mà an cái tâm á, thì lại không bao giờ tâm an được cả. Cho dù mình có đạt được một trạng thái định, thì định cũng là một lối bất an đã bị đóng đinh. Định là một loại bất an đã bị đóng đinh, cho nên định càng khổ hơn là bất an. Thật ra bất an mà mình lại nhìn thấy được cái bất an, thấy rõ được tánh tướng thể dụng của nó, thì là trí tuệ phát sinh. Cho nên mới nói rằng là phiền não tức Bồ Đề. Bây giờ mình lại đè nén cái định, cái bất an đó đi, thì cái bất an đó nó chỉ là nằm trong vô thức, nó sẽ ấn trong vô thức. Trong khi đó lại tự buộc mình vào một cái định, tức là mình đã tự cô lập mình trong một trạng thái nhất định nào đó, tức là mình tự đóng đinh mình, thì đó không phải là định. Mà định là thế này này, Đức Phật ngài nói định rất đơn giản, tức là bây giờ đang rối loạn thì hãy trở về tròn vẹn lắng nghe, quan sát rõ ràng minh bạch cái bất an đó đi, cái loạn đó đi, thì sẽ thấy ra được không những là nó sẽ không còn bất an nữa, mà nó lại còn là thấy rõ được tánh tướng thể dụng của nó. Tức là không những đạt được đại định mà còn đạt được trí tuệ nữa. Bây giờ khi nào mà tâm mình rối loạn á, thư giãn buông xả ra đi, tức là thư giãn buông xả đây đó, tức là buông cái bản ngã mà chống đối nó đó, buông cái thái độ bản ngã mà chống đối nó đi, để nó tự nhiên đi, cho nó tự nhiên đi, chỉ thấy nó như nó là vậy thôi, không có phản ứng, không có dẹp bỏ, không có giữ lại, không có gì cả, thì là nó sẽ ăn ngay. Nó sẽ lăn xăn một lát, nhưng mà nhớ là tuyệt đối không được xen vào, đừng không xen vào là hệ thấy nó lăn xăn, nó có thể là nó cao cao lên, cái lúc đó mình lại sờ quá rồi mình lại đè xuống là không được, cứ để tự nhiên hoàn toàn đi, không xen vào, thấy thôi, thấy mà thấy cũng thấy tự nhiên thôi, chứ không phải cần phải thấy mà chầm hâm mà thấy gì cả thì cứ thấy tự nhiên thôi, thì á một lát sau đó là nó sẽ yên hoàn toàn, yên một cách kỳ lạ. Mà ngược lại, nếu ngày này mình chống đối nó, ngày kia mình chống đối nó, thì chỉ là nếu mà có giỏi á, thì bữa đó mình yên được một bữa, nhưng mà rồi sau nó còn lên mạnh hơn nữa. Còn khi mình đã thấy rõ nó, mình không xem nó là kẻ thù, mà mình xem nó như là cái để giúp cho cái tánh biết của mình, nó từ một cái tánh biết bình thường nó lại trở thành tuệ giác. Thực ra tuệ giác cũng là tánh biết thôi, nhưng mà tuệ giác nó lại là qua chính những cái phiền não đó mà thấy ra, thì nó giúp mình chứ nó đâu có hại mình đâu mà sợ cho nên bữa đó thầy mới nói là chính là mình muốn, con muốn là chính vì con muốn yên, con muốn dẹp cái rối loạn đó cho nên con mới đau khổ. Chính cái ý muốn mình dẹp đó làm cho cái thái độ của mình là một tạo ra một thái độ đối kháng, muốn hủy diệt cái này để mà đạt được cái kia, tức là mình đã bị phân đôi rồi. Ngay trong pháp đà, bạn ngạ khởi lên và từ phân đôi chính mình. Còn pháp thì không bao giờ có phân đôi, bởi vì cái tay nó đâu có nói là phân đôi đâu. Tại mình nói tôi thích cái mặt này cho nên nó mới phân đôi thôi. Chứ còn cái tay ấy, nó hai mặt nhưng mà nó không có phân đôi. Nó hai mặt là một thực thể cho nên nó không có phân đôi. Nhưng mình nói mình thích mặt này cho nên mình ghét mặt kia, đó là tự mình phân đôi thôi. Chứ còn pháp từ nó không có phân đôi. Ngay khi mình đang là rối loạn, rối loạn cũng có lý do của nó. Giống như đau bụng, hồi nãy thầy nói đau bụng đó. Đau bụng là có lý do của nó. Giống tự nhiên mà đau bụng, nó phải có lý do gì đó. Vậy tại sao hôm qua đau bụng đó, để học ra để trở thành một bác sĩ? Bác sĩ là gì? Bác sĩ là người ta
Hồi xưa đâu có ai dạy bác sĩ, người ta một cái người người ta biết chiêm nghiệm, biết đau bụng thì do cái gì, biết cái nhức đầu thì do cái gì, một hồi ta thành là bác sĩ thôi chứ. Hồi xưa là như vậy. Bây giờ mình học sách vở rồi này kia thêm có nhiều rồi, máy móc rồi nhiều đó, nhưng mà đến khi giả sử như mà ở bên cái văn minh như ở bên Mỹ chẳng hạn, là bây giờ nhà thương là tất cả đều trang bị bởi móc, làm bất kỳ cái gì cũng đều máy móc hết, mà nó mất điện một cái nó không điện tử nó cũng hoạt động một cái, thì ở bên đó là lúc đó là không biết dây huyệt bấm huyệt là cái gì hết trơn, không biết cầu gió đồ là cái gì hết trơn, lúc đó người ta ở bên này ta cầu gió được, đại khái vậy. Cho nên là cái cuộc đời thực ra là tất cả những cái đó là cái bài học để mình học ra, mình lại không chịu học mà mình cứ muốn dẹp rồi, muốn dẹp, muốn lấy, muốn bỏ, muốn dẹp. Cứ hoài là lăng xăng. Thế thì bây giờ cái lăng xăng nó đã là được dệt ra từ lâu rồi, mà bây giờ ngồi xuống mà không lăng xăng mới lạ đấy. Cái đó mới là lạ nhất á. Nếu như mà mình đã từng làm cái chuyện đó để cho nó lăng xăng, bây giờ ngồi lại mà nó không cho lăng, nó cho lăng xăng là sao được. Nó phải lăng xăng thì nó mới là, nó mới yên được. Cho nên chỉ cần lắng nghe nó một cách trọn vẹn thôi thì cái lăng xăng nó sẽ tự yên. Nhưng mà khi cái trạng thái đo lăng xăng mà thái độ vẫn hoàn toàn lặng lẽ nhìn thì cái thái độ đã yên rồi. Cho dù trạng thái không yên thì thái độ đã yên rồi. Tại vì mình đồng hóa với cái thái độ với trạng thái, cho nên mình cứ luôn là muốn trạng thái yên, còn trạng thái thì đương nhiên sẽ yên. Cho nên không cần mình phải là xử lý gì cả. Thái độ càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì càng trả pháp lại cho sự vận hành của nó. Cái không yên của mình lúc đó cũng là chính là pháp đang vận hành. Cái pháp đang vận hành đó giúp cho mình thấy ra được cái tánh tướng thể dùng của tất cả mọi pháp như thế nào, của những cái ẩn sâu trong mình như thế nào. Qua cái đó mình mới là không những mình thấy được cái bề mặt này mà mình còn thấy được cả chiều sâu của vô thức. Cái những cái lăng xăng đó là những cái mà cái khuynh hướng xung động từ trong vô thức mà mình đã nhập vào. Thì bây giờ nó xung động lên. Xung động lên thì mình thấy nó, mình mới thấy được cái vô thức là cái gì. Cho dù mình có thấy được hết tất cả cái bề mặt này mà mình không phát hiện được vô thức thì cũng coi như mình chưa thấy gì cả. Bởi vì bề mặt này nó chưa có ăn thua gì cả so với cái mà vô thức. Bề mặt này mình chỉ thấy trong kiếp này, còn cái vô thức là mình đã thu vô trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ phải để cho nó khởi lên để mà thấy chứ, không khởi lên làm sao mà thấy. Phải không? Vì vậy cho nên là tại sao mình lại muốn là dìm nó đi, tại sao mình muốn dẹp nó đi, mình không muốn học ra là nó là cái gì sao? Mình không thấy là mình không muốn học ra là mình đã làm gì mà nên lỗi như vậy. Tôi phải học ra chứ, phải không? Đó. Rồi bây giờ để còn có 15 phút à, để cho mọi người hỏi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi về cái việc lập kế hoạch đó thầy. Thì khi mà mình lập kế hoạch để mình học cái này hay là mình để làm việc này việc nọ thì nó có phải là cái duyên cho mình cố tạo ra không, hay là khi đấy thì làm sao để tùy duyên được? Thầy á, thì thầy thường hay trả lời như thế này: giờ con muốn làm sao con cứ làm, con muốn lập kế hoạch cứ lập. Bởi vì cái mà mình làm ra đó là biểu hiện cái nhận thức và hành vi của mình, biểu hiện cái trình độ nhận thức và hành vi của mình. Vậy thì trình độ nhận thức và hành vi của mình ngang đó thì mình cứ làm đó thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái đó, mà điều quan trọng là qua cái lập trình đó mình có học ra được cái lập trình đó nó sẽ đúng hay sai, và mình sẵn sàng điều chỉnh cái lập trình đó. Thì nếu bây giờ mình nghĩ là lập trình thì cứ lập trình đấy, nhưng mà rồi mình phải luôn quan sát, luôn chiêm nghiệm, luôn trải nghiệm trên thực tế
để mà điều chỉnh cái mà mình lập trình đó. Thực ra tại sao mà người ta phải lập trình? Bây giờ đố ai biết tao phải lập trình? Lập trình là bởi vì chưa rõ lắm. Phải không? Lập trình là bởi vì chưa rõ. Chưa rõ lắm cho nên mình mới lập trình theo ý mình. Còn một người mà thấy rõ được tất cả rồi đó thì không cần phải lập trình gì cả. Chừng nó đương nhiên là nó đến như vậy. Chừng nó đương nhiên là đến thế kia. Chẳng cần phải lập trình. Cái chừng đó là cái tâm khi mà mình mở rộng ra để mình thấy, mình cứ để ý ha, cái người nào mà cái tâm nhìn của họ mà càng rộng, tức là cái nhận thức qua cái mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi rồi thấy ra, mà càng rộng chừng nào á, cái tâm họ càng rộng chừng nào á, thì lập trình càng ít chừng đó. Nhưng mà lập trình của họ là rất dữ dội. Lập trình của họ rất dữ dội, nhưng mà gần như không có. Cái lập trình của mình nó có rất nhiều cái loại lập trình. Có một cái loại lập trình mà mình có thể nhìn tổng quát tất cả mọi cái. Một cái đã này. Nhưng mà đến khi thực hiện á, thì lúc đó nó lại tùy duyên thuần pháp lúc đó mà thực hiện. Cái lập trình đó nó tùy cái độ khả năng nhìn của một người đó. Tức là nếu một cái người có cái tầm nhìn xa, vì cái tâm họ rộng và họ thấy rộng, thì lúc đó đó cái lập trình của họ là càng rất rộng, rất lớn, nhưng mà lại là hoàn toàn gần như không có. À, một người lập trình lớn nhất là người đụng đâu làm đó. Nhưng mà không phải đụng đâu làm đó, mà tại vì lúc đó cái mà đụng đâu làm đó là hoàn toàn chính xác. À, cái này là hơi khó hiểu đó. Cái này hơi khó hiểu chút đó. Cho nên á, bây giờ là mấy đứa con á, nhất là đang còn trẻ, cứ lập trình, cứ lập cho nhiều cái lập trình. Nhưng mà cái lập trình đó để mình học, để mình qua đó mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, hơn là mình nghĩ rằng lập trình đó sẽ đưa đến một cái gì. Thực ra mình làm một cái điều gì đó, quan trọng không phải là thành quả của việc đó, mà quan trọng là mình học được gì trong quá trình mình thực hiện điều đó. Nếu mà mình chỉ nghĩ đến thành công thôi á, thì mình có thể là bỏ tiền ra đủ cốc là có thể có 10 điểm. Nếu mà chỉ cần kết quả để cho có cái bằng thôi á, đại khái như vậy. Thế thì nếu mà mình chỉ nghĩ đến thành quả thôi á, thì không có ý, cuộc đời nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời không phải là thành quả, mà thành quả cao nhất trong cuộc đời chính là học được mình từng giây từng phút, học được mình trong cái mà mình đang thực hiện cái cuộc đời của mình đó đó, mà mình lại học được từng giây từng phút. À, và có thể là lập trình này đến lúc cái tầm nhìn của mình nó rộng ra một cái thì mình thấy cái lập trình này là không đúng rồi. Bỏ lập trình khác. Nhưng mà đến một cái lúc mà cái tầm nhìn của một người mà đã hoàn toàn rộng á, ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, thì ngài chỉ nằm ngủ thôi chứ chẳng cần lập trình gì hết trơn. Bởi vì ngài biết, mọi cái ngài biết trong tay rồi, tức là chuyện gì nó sẽ xảy ra làm sao, mà thậm chí là bao nhiêu kiếp sau nó sẽ ra cái gì ngài cũng biết nữa. Nên nhớ rằng là một người tròn vẹn với cái mà thời vì tính tại đây và bây giờ đó đó, lại là cái điểm mà thời vì tính đó là một cái điểm nhỏ nhất, nhưng cái điểm này nó lại bao trùm được cả cái quá khứ và tương lai. Nếu không trở về được với cái điểm đó mà mình cứ lập trình trên cái thời gian không gian của cái bề ngoài đó, thì bao giờ mình vẫn cạn cơn, lạ lùng đó. Đó là trường lạ lùng nhất. Nhưng mà khi mình trọn vẹn được với cái thời vì tính tại đây và bây giờ trong từng sát na thôi đó, thì cái sát na đó nó nhỏ đến cái độ mà nó lại có thể lớn bằng cả quá khứ và tương lai. Vì là đó. Cho nên á, khi một người không cần lập trình, chỉ cần trọn vẹn tại đây và bây giờ, thì mọi lập trình của đời sống là nằm ở trong tâm của họ. Cho nên á, là cái đó là tạm xem như đó là cái tầm nhìn. Một cái tầm nhìn là mình càng hướng ra ngoài để mà nhìn chừng nào đó thì nó lại càng tán loạn đi, và
đánh mất cái thời vị tính đi thì lại là không thấy gì cả, tất cả đều chỉ nằm trong áo vòng. Nhưng mà khi lại trở về với cái tròn vẹn với cái thời vị tính thì nó không không còn gì cả, chỉ còn cái thời vị tính thôi, cái quá khứ tương lai gì đều không cần, không cần tới. Thì lúc đó lại là bùng vỡ một cái tâm mà lại thấy hết cả quá khứ tương lai. Vì vậy cho nên á, có những câu hỏi mình trả lời cũng được, tại vì cái câu hỏi đó nó ở trong cái tầm vóc nào cái đã. Ví dụ như một người đang ở trong cái tầm vóc phải lập trình để làm cái này cái kia thì không thể nào mà mình nói được, nhìn được cái tầm vóc của một cái mà bao trùm cả muôn loài vạn vật. Thế nhưng mà cái nguyên lý vẫn là thế này thôi, đơn giản là thế này thôi, là tầm vóc mình như thế nào thì mình cứ làm như vậy. Nhưng có một điều thế này thôi, là qua đó mình luôn là trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà học hỏi ra cái sự thật, và luôn luôn sẵn sàng điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là nếu mình nhận thức mình còn sai thì mình thì hành vi sai, hành vi sai sẽ đưa đến kết quả sai, kết quả sai giúp cho mình thấy ra đúng là điều chỉnh lại, nó cứ vậy thôi. Đó là một quá trình học, cho nên không sao cả. Nhiều người lại quá lý tưởng, nói rằng là không, bây giờ bỏ hết, học sinh sinh viên gì đều bỏ hết, đừng lập trình gì hết. Nhưng mà thầy thì không nói vậy, cứ lập trình, ai muốn lập trình kiểu gì cứ lập chứ không sao hết trơn. Nhưng mà qua đó phải học hỏi ra được cái, trong cái bài học của những cái lập trình đó. Cái thầy nhắc lại là đừng quá nghĩ đến cái thành quả, bởi vì thực ra cái thành quả lớn nhất là cái thành quả mà mình học được bản thân mình và cuộc sống trong từng cái, trong từng giây phút. Rồi hết giờ. Y đằng nô nha thì nàng hôn tu sĩ ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha thì nàng hôn tu sĩ ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha thì nàng hôn tu sĩ ta hôn tu nha ta yo.